Xin chào tất cả anh em nhá. Hôm nay thì vừa thăm anh Sĩ ở cái chỗ mà công trình anh đang thi công máy phun ấy. Thì ở đây là tôi đang đứng ở cái công trình mà lần đầu tiên mà Giao máy. đưa máy xuống giao máy cho anh Sĩ anh em ạ. Thì đây là cái công trình đã hoàn thiện rồi anh em nhá. Rất là đẹp này. Đấy, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta có thể đi để chúng ta xem là cái chất lượng sau khi mà một thời gian được bao lâu rồi anh nhỉ? Bàn giao được Bàn giao được 8 tháng rồi. bàn giao được 8 tháng rồi anh em Ừ. ạ. Thì xem chất lượng như thế nào. Và anh em cũng đầu tiên đập vào mắt là cái phào này là cũng là đổ khuôn đúng không anh? Đấy, đập vào ABS đấy, khuôn À, đấy. đây đây khuôn lúc nãy mà Hình tôi như có nói với anh em ấy. Đây anh em xem này. Đấy. Khuôn là này rất là đẹp. Vâng. tham Chắc quan đi chắn. đây chủ nhà Vâng. Vâng. đấy. Dạ. Đấy. Xin phép gia chủ. Đấy ở đây anh em có thấy là lan can rất là đẹp. Đây là Vâng. cái bên cạnh sau như này Đẹp này quá nhỉ. À bên ngoài này là ốp 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 đá hết đó à? đấy cái Bên này. gì à? Đấy. Ở ngoài cái việc mà ở đây là muốn chia sẻ với anh em cái chất lượng ngôi nhà sau khi mà Đấy, phun phun được quá 8 tháng 1 năm thì ở đây còn chia sẻ với cả anh em cái phào chất lượng phào chỉ mà anh ấy sử dụng khuôn anh ấy đổ ấy. Đấy. Sau khi mà đã đổ sàn rồi nhá, đặt đấy, hàng đấy. sàn xong rồi ấy, là mới ghép 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 bóng khuôn chứ để đổ sau. nổi đẹp quá Đấy này, nổi đổ như thế này rất là đẹp mà là còn đỡ đỡ công. Này, một cái dài dầm dài này, anh em xem này. Em lại đây quay gần này. đây Đấy. nhà bên cạnh sau này sẽ như này đây Nhà bên cạnh là nhà nào? đấy đang đang, đang chuẩn bị làm À, là còn một nhà bên cạnh chuẩn bị làm là anh làm luôn đúng không ạ? đấy đấy đang làm đấy Wow, dạ, ở nhà. sau đó mẫu đúng này Rồi, rồi, rất tuyệt vời. Đấy. Mấy cái cột này là cũng cầm cạnh à hay là sao? cột này cầm cạnh trước đấy. Cột này là cầm cạnh cầm thôi gì? cầm Cầm cạnh cầm cầm đi cầm cạnh đi và làm cắt ron à? cắt ruộng À. cái đấy thì không thể máy được Dạ dạ đúng thì cột rồi. nó chỉ làm những cái phần chính thôi. Thực ra là mà nói là nhà này là cửa nó to ở nhỉ? Mặt ngoài này để mà nói phun mặt ngoài cũng không không đáng bao nhiêu anh nhỉ? Cơ bản trong Cơ bản trong thôi đúng không? nhưng mà kéo vữa từ đây lên trên kia Ở đấy nhưng mà ý là cái công mà chuyển vữa anh em ạ đấy. Anh Sĩ là chia sẻ rất là chân tình, chưa rất chưa chân ơi tình luôn. chưa ơi à. ừ. Là đẹp mà nhà chưa ơi mình sang trọng vào đây dạ đấy phào như thế đấy anh em đấy xem ấy chính từ cái này nó phải toát hồi là phải chuyển công nghệ ngay đấy, vào ngay cột kiếc là chắc chắn đấy. Còn nhà này cũng quá đẹp cửa này là cửa 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 ấy à cửa, cửa thép giả gỗ à? Đẹp đấy. Nhưng mà nhìn xa nhỉ nhìn nó đồng bộ nhìn đây cầu thang máy mà có cầu thang máy 2 tầng này làm thang máy luôn 4 tầng à 4 tầng à đấy vào trong nhà đấy à, nhà đẹp quá chị chủ cho em cô giáo đấy tham quan tí chị nhá dạ thế tháng đâu rồi ngủ bàn ghế dạ anh xin phép nha dạ dạ thôi không cần phải nữa nuôi gì đâu chị ạ thôi dạ. không phải nước cho Đây đây anh em ơi đây đây là nhà này là mấy tầng chị nhỉ 4 tầng ạ 4 tầng thang máy này đấy này thì nhất trị rồi đúng không nhất trị nhà rồi đây thang máy thang mức rất là đẹp đấy anh em à trước là cái này mình đóng trần đóng chứ trần không cái này không đóng không trần phun trần đâu đúng không cái đóng trần cái này còn không đây đóng trần là à đây là cái đóng tường 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 phun đây phun đúng hết không đấy đấy đây, ở đây là nhà là chị sử dụng tất cả đây là tường cảm biến cảm ấy biến cảm biến công tắc đây là tường phun cảm hết biến đấy hết cảm biến vợ thông minh phun hết này là chị nói là đầu phun tư là quá là là khủng khiếp đấy này nhà tường đây nhà đây là chất lượng bức tường là rất là đẹp đẽ không 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 có nứt nẻ gì anh em nhá đấy cái này cũng không bá đâu dạ cái này là trực tiếp không sơn bá trực tiếp luôn đúng không ạ đấy không em quay cho kỹ vào hoàng bá đấy cái này sơn trực bá thì tiếp đẹp luôn lắm cái này bá thì đẹp em quay luôn đây rõ nhất này ánh sáng đèn này hả đấy. cái này chị chat xong rồi cô Chị ra ơi thì không biết là đây là em đến chơi ấy, nhưng mà em muốn hỏi chị là cái chị chủ nhà là cái gọi là góp ý là chân thật nhất là cái chất lượng tường thiếc là làm là có đảm bảo cho nhà mình không chị Ui giời, thợ của ai chứ thợ của chú này thì cứ nét ý được à thế ạ tôi không biết là cái vụ thang máy này đầu tư là cái này hình như là năm một sáu trăm đấy nhỉ năm trăm à một sáu trăm đấy nhưng mà rất là đẹp này nhỉ nên là nhà làm này phải nói là tăng cái độ sang trọng cái ngôi nhà lên rất nhiều lần đây, anh em xem nhá đây, chất lượng của tường lên sơn trực tiếp đúng không anh các bạn sơn trực tiếp cả anh em ạ đấy có bả biết gì mà nhá phun vữa đấy rất tuyệt vời bóng lại
bóng là đây là do sơn, nhưng mà quan trọng nhất là không có nứt nẻ. Để em quay thật kỹ, em đứng đây này, nếu mình bị loáng ấy, em đứng trên là quay xuống này, nhìn đúng như tầm bảy, nhìn đúng như tầm bảy. Đây chuẩn tiếp luôn. Đây thì chủ nhà là cũng vừa bảo là tường không bả đấy, rất là hài lòng với lại anh Sĩ đây là làm. Chị vừa nói ở bên dưới là ai làm thì làm, nhưng anh Sĩ làm là yên tâm 100%. Đấy. Cảm ơn chị. Rất tuyệt vời. Làm thằng máy cũng nhận là nhìn nhà này tăng thêm cái độ sang trọng lên nhiều lần chị nhỉ. Dạ. Thằng máy kính nhà mà. Nhưng mà đúng là bây giờ mà làm nhà mà 4-5 tầng mà có điều kiện như chị gia chủ ở đây thì đúng là nên làm thằng máy em ạ. Chứ nếu không mà mỗi lần mà đi phơi quần áo cái gì trên này nó cũng rất là mệt. Cũng là sơn trực tiếp hết rồi đúng không? Cái này là đầu tiên đấy, đầu tiên là của thằng máy ở cho cái nào này. Đây anh em có thể qua có thể xem rõ là cái kết cấu ở bên trong thang máy anh em nhỉ. Kết cấu là bên trên thang máy đây. Đấy. Là chất lượng là tiêu chuẩn Hàn Quốc anh em nhá. Chủ nhà vừa chia sẻ là làm cái này là tổng thang máy là không phải là 600 này anh em. Tối nay khả năng có hình thịnh đấy. À đấy ạ. Đấy, rất tuyệt vời. Công nhân thích cái bộ này đẹp. Anh em nhìn rất là đẹp. Nhưng mà cái hệ kết cấu rất chắc chắn đấy. Cảm giác kể cả thì trên dưới bao phủ thôi nhưng mà cảm giác rất là chắc chắn, chỉ cần chạch một phân cái là đã quá trời khít rồi, mà đòi hỏi độ chính xác cực kỳ đấy. Cái này đấy là khi mà làm là đòi hỏi là giữa kết hợp đấy. Giữa cái phần thô và cái phần này là anh em cần phải kết hợp với nhau rất là chính xác đấy. Đấy, anh em xem này đấy, cái khen kín thêm cái thái dọi từ trên dưới đây, em xem quay cái tường tiếp nữa. À để phòng thờ phòng thờ gia chủ rất là tuyệt vời đấy, phòng thờ ở đây này đấy. Rồi đi xuống đây em. Đấy. Chắc xin phép chị chủ nhỉ. Chị ơi em xin phép nhá, em cảm ơn chị nhá, nhà đẹp quá. Dạ tuyệt vời đấy chị ạ. Dạ không nhưng mà đúng là không, nhưng mà nói chung là nhà của người có tiền nó vẫn khác chị ạ. Đây anh em ạ, nhìn tổng thể nhá. Đấy, ngôi nhà mặt sau khi chúng tôi bàn giao cho anh Sĩ phun vữa phun viết đấy. Mặt ngoài mặt trong là đều là sơn trực tiếp cả nhá. Cát tôi đi nãy giờ rồi nhìn là đúng rồi. Bề mặt rất là đẹp anh em ạ, không có một vết nứt. Cho cái xi đi vào trong mé đi. Hả? Ông cho xi trong đây. Thế xong rồi đùn cát ở đây. Đấy cũng sàng cũng phải chế. Sàng cái này chế. Sàng cát cũng phải chế. À, sau là anh chuẩn bị đấy, sau khi mà làm ngôi nhà bên này nhá, là chuẩn bị là anh Sĩ lại phun ngôi nhà bên này đúng không anh? Đúng rồi. Sắp tới là phun đúng không? Đấy. Và làm ngôi nhà bên này luôn, có nghĩa là cái uy tín không cái gì bằng là bên cạnh cái nhà mà đã làm rồi là uy tín nhất rồi gì nữa, không có gì và uy tín bằng nữa. Sotodo xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi cái video clip của chúng tôi. Nếu như anh em thấy cái video này hay và giá trị, anh em đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh anh em nhé. Đăng ký kênh Sotodo để theo dõi thêm nhiều cái video giá trị hơn nữa. Và đặc biệt ở phần bình luận tôi có để một cái đường link. Trong cái đường link đấy tôi sẽ chia sẻ cho anh em cai thầu cái biện pháp thi công phào chỉ mới nhất, hiệu quả nhất và nhanh nhất. Anh em đừng quên ấn vào đường link ở dưới phần bình luận nhé, cũng như ấn vào nút đăng ký kênh anh em nhé. Xin cảm ơn tất cả anh em. Sotodo, nâng tầm công nghệ xây dựng Việt.